Dạ, cơm xe Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Dạ, mời quý cô chú anh chị các bạn vô luôn cái chỗ Minh Tâm. Mây dạo ghiên thiền chậu chơi Tết 2023, cây dừa dừa tập trung nha, còn gọn sỉ lẻ có đầy đủ rồi chứ. Cô chú anh chị nếu mà mua sỉ thì cái giá nó ưu đãi, nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lẻ. Từng cây tại từng cây xếp nó hơi cực, nó giao cái chi phí cao. Rồi đỡ mất thời gian thì mình đi về rồi mình cho clip ha. Rồi chào Dí ơi. Rồi chào chú Linh, chào anh Phong Sơn, cũng chào cô chú chị á. Thì hôm nay có lên cho chú chị một coi là 20 cây mai chậu 6 nha anh chị, em thường chậu nha. Mai tàn thông rất là đẹp nha cô chú chị. Thì chương trình bên em là em bao ship 200 cây số nha. Sơ hơn 200 cây em dán ship nha cô chú chị, nhưng mà hỗ trợ em 200 ngàn chậu nha. Rồi em vô số hỏi bam là 0987194909, cũng là số Zalo của bam luôn nha cô chú chị. Đó. Rồi vị trí vườn em là Châu Hành, Hậu Giang nha cô chú anh chị. Em vô mã số đầu tiên nha. Anh sỉ thì có giá ưu đãi nhiều rất là nhiều. Dạ. Ship toàn quốc ship toàn quốc luôn à. Dạ. Em này ba em dán ship toàn quốc nha cô chú chị. Khoảng 200 cây em ship bằng xe tải ha, còn xa hơn thì em sẽ ship bằng bố cụm nha cô chú anh chị. Cái này lực. Dạ. Để nở củ. Dạ, em đánh dạng ép nha, F21 nha. F21. Dạ. Rồi em cho đồng số. Gió. Rồi, cao là 1,5 m nha cô chú anh chị. Cao 1,5 m. Dạ. Rồi tới ngang 1,5 m luôn. Một đế nở chạc ra cho bá luôn. Một cốt luôn, chỉ cần điều. Em đo luôn. Lực. Cái này 21 quanh. Trời, con đo chạc cũ nó bự lắm. Cỡ ba mấy á. Dạ, chắc khó đo. Không rồi. Không cần ba mấy á. Nhìn thấy biết hả? Dạ, bự lắm. To bự. Nút nụ. Dạ. Điều cho. Cái này ok nha con chú chị. Chất lượng, nụ chất lượng. Nụ chất lượng luôn. Kẹo luôn các bạn. Ai ngưng cái coi nụ cái gì. Quá trời nụ luôn. Ship toàn quốc, ship cho mấy chú miền Trung, miền Bắc rồi chơi. Rồi giá luôn vậy. Rồi, cho mã số F21 này Zalo dưới của chúng chị làm 2 triệu nha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi, F đỡ cây luôn. Do chiều cao quá cao không có tiếp toàn quốc được nha. Rồi tiếp theo F22 nha cô chú chị, cây thành thông nha. Cái này chắc ship toàn quốc không được nha cô chú chị, tại vì nó cao quá thì mua cục nó không có nhận mấy cái cao nha cô chú chị. Tàn kính điều. Rồi cao là 2 m đó nha cô chú chị. Cao 2 m. Dạ. Hơi bị cao thiệt. Rồi, tới ngang là 1,5 m luôn. Nụ nhóc chân luôn. Nụ chắc lượng. Điều cây. Nụ điều cây. Rồi. Chị tàn đóng ok luôn nha, cô chú anh chị. Chị cành điều điều. Đếm ra luôn. Tàn là 20 quanh. Rồi, quanh 20. Dạ, quanh 20. Rồi giá luôn. Rồi, cái mã số F22 này Zalo với chúng chị là 2 triệu luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Cây trình cảm nha. Ồ không, cây này ship ship 200 cây nha. Tại nó cao. Dạ, cây này cao quá em không ship toàn quốc được ha. Rồi, ship theo mã số F23 nha của chúng chị. Rồi, 23. Động lực. Này bằng quay để nghiêng nha chúng chị bạn, chứ cái cây không có nghiêng. Rồi. Chiều cao là 1,4 m nha của chúng chị. Rồi, tới ngang là 1,5 m luôn. Nụ quá trời kẹo quá. Quá trời nụ. Đó, nụ đây. Nhìn trên nhìn xuống nha chú chị, nụ ok lắm nha. Quá trời luôn, mặt dưới lên dữ nữa. Rồi, nó nhìn trên nhìn xuống dễ. Đó. Là khách lá đi là nở rồi. Ồ, nụ chi chích luôn. Điều từng lá. F23 nha chú chị. Cây nhìn nó chi cành nó rất thiệt. Tháng 21 quanh. Rồi, quanh 21. Dạ. Chi tàn ok ha. Nụ kẹo luôn.
Rồi, số F22-23 này Zalo dưới chú chị là 1,6 ha, con bao ship còn quắc luôn. Rồi, F23,6, dạ. Quá trời gió. Cô chú gì thông cảm xíu. Rồi, trời gió. Rồi, tiếp theo. Rồi. F24, cái này cũng ngủ ok lắm nha, chú chị, bông nhiều cánh ha. Ồ, quá trời cánh đẹp luôn đấy. Đừng ngắt, đừng ngắt. Ồ, bông chất lượng đẹp nha chú chị. Thiện bông luôn. Dẻo. 2, 4, 6, 8, 10 cánh nha con chú chị. 10 cánh đẹp luôn. Dạ, 10 cánh. Có cái là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cánh luôn, cái này 12 luôn. Rồi, cái ca này khoảng 1m7 nha con chú chị. Cái này bông quá đẹp quá. Ồ, ok luôn, bông rất là nhiều. Đủ thì chất lượng còn nhiều lắm. Chuẩn bông nữa. 10, 12 cánh không. Rồi, quá cái này nó quá dữ luôn nha con chú chị. Cái này nụ ghê gớm rồi kìa, mà bông nó chất lượng luôn. Nụ ok, bông đẹp lắm nha, nụ điều cái này, cái chùm nè, cái chùm đó. Quá trời nụ luôn. Nụ này ha. Đúng rồi. Một tốt với cành điều. Ok, càng đó, cho hoành luôn. Cái F24 này chuẩn bông, bông chất lượng. Thấy nãy giờ cái bông nó là từ 10 tới 12 cánh hả? Quanh 19 nha chú chị. Quanh 19. Quanh 19. Đủ rồi, còn chi chích luôn. Số F24 này lưu với chú chị là 1,6 ha. Cái này rẻ lắm chú chị. Bông đẹp ha. Ok. Bông bao ship cái này. Rồi tiếp theo cái F 7. Rồi, số F25 nha chú chị. 25. Nãy cô nói F27 lộn, F25. À, nó 24. 24, này 25. Đây, 25. Cây này một cốt chỉ cành điệu. Đây thì cao đầu 6 luôn. Thôi, cái ngang là 1m7, 1m9, 1m6 nha, tính chị. Nụ vàng chất lượng ha. Gần 1m7. Nụ điều cây nữa chứ mà, điều gan à. Không có thiếu đâu. Nó lá nào có chứ có nụ điều. Một cốt thẳng chỉ cần điều. Dư luôn, khúc này dư luôn. Dạ. Dạ, hoành luôn. Mình là 22 hoành. 22 hoành. 22 hoành. Còn cái máy số F25 này nó lưu chứ xuống trên 1,8 ha. Cái này bao ship to quá luôn ha. Rồi, em đỡ cây. Con nói cây. Tiếp theo F26. 26. Rồi, cao 2 mét nha, cứ đi. Cao 2 mét. Tàn cũng ấm ấm, đều đều. Rồi, tán ngang là khoảng 1,7 á. Nụ vẫn có đều nữa chứ. Dạ, nụ cây cũng ok lắm nha. Từng đôi từng nét lá luôn á. Đây. Từng đôi từng lá nụ vàng. Cốt. Hơi lắc chỉ cành điệu. Sẽ nở. Rồi, 23 hoành. 23 yếu xíu tính 22 hoành. 7 yếu. 23 yếu. Rồi cái số F26 này luôn với chú chị là 2 triệu ha, còn bao ship còn quắc luôn. Chào phép đỡ cây hiếu quý chú. Tiếp theo F27. Rồi khi đến thôi. Rồi F27. F27 nha con chú chị. Tàn cầu do cái mít à. Cao 2 mét luôn hả chú anh chị? Một cốt chỉ cần điều. Nụ thì ok. Điều. Nó ngày là 1,6 luôn. Nụ điều cây ha. Nụ điều cây. Hoành luôn.
thân là 19 thôi. 19. Dạ 19 các bạn. Chi tàn là đóng ok một cốc chốt đọt luôn ha. Đủ điều cây. Dạ. Rồi số F27 này lưu với cô chú chị là 2 triệu ha. Con ba ship toàn quốc luôn. Rồi con lỗi cây ha. Sơn F28. Dạ. Cốt cái kênh điều. Chiều cao là 1m7 luôn. Được, nhóc. Rồi, nó ngang là 1m6 luôn nha, con chị. Quay dùm dập. Tàn điều. Cốt tàn không luôn nha, con chúng chị. Đủ rồi, điều ra luôn, người lá luôn. Quá trời nụ ha. Nụ như lắm nụ luôn. Nguyên thân là 20 quanh. Dạ, quanh 20. Dạ, quanh 20. Một con. Cái kèm đều thân phải lắc nhẹ. Rồi cái số F28 này vô lưu với cái chú chị là 1.9 ha. Con bao xích cầu quắc luôn. Đồ điều cây nha chứ mà. Dạ. Quá xa lụ. Tiếp theo F30. Rồi, tiếp theo số F. Có hai máy rồi chứ. Cái đó 29 đó. 29. Vậy là chú lộn rồi. Cái phần 9 đúng rồi. Cái này 28. 28 thì lộn. Tăng nước bài ta hai cái đó. Rồi mới hết số F29 nha. 29 thôi chưa mà. Cái bông nó đẹp quá, thấy bông gió thấy đẹp không? Rồi cao là 2 mét ha. Cái này F29 rồi chứ gì mà. Rồi. Tán ngang bự rồi. Nó ngang 1.6 nha các chú chị. Một cái bông gió đẹp luôn nè. Đây bông gió. Đó, bông nhóc cánh lớp luôn. 10 cánh. Rồi đó. Dạ 10 cánh. Dạ 10 cánh. Nó nụ rồi. Okay vàng chất lượng luôn. Điều cây ha. Quanh 20 quanh. Quanh 20. Tàn xe bự. Rồi trong số F29 này cũng lưu với chú chị là 2 triệu ha. Bằng ship toàn quốc luôn. Mấy chậm chậm chứ. Rồi phép nở cây của chú bạn. Tiếp theo F30. Dính cục đất á. Đất đất thôi kìa. Đó đi. Rồi. Số F30 nha cô chú chị. Thì cao khoảng 1m8 ha. Tàn tròn đều đều, thằng lắc chiếc một cốt. Thằng đều. Cao 1.8. Nụ có điều. Nó ngang là 1 ngữ nha cô chú chị. Ba chai nụ. Điều cây nha. Nè. Chị tài ok á, đóng sát đất luôn. Hình thân 21 hoành. Đúng 21 luôn. 21 hoành. Rồi các bạn số 30 này, F30 này Zalo dưới của chúng. Chị là 1.7 ha. Bỏ ship tàu quốc luôn ha. Cô chú chị mua số lượng nhiều hơn có giá rẻ. Dạ, đãi số lượng nhiều có giá ưu đãi rất là nhiều nha cô chú chị. Rồi con đổi cây ha. 31. Tiếp theo cây F31. Cây tàn thông đẹp luôn. Chi tàn sắc đắt luôn ha. Đủ ok luôn. Tàn là đẹp ha, chọn do. Cái này nụ dữ lắm luôn nha. Chỉ cành tự điều thì tự dữ. Cao 1.8 luôn ha. Nước nụ quá trời. Rồi, điều chi chích luôn. Nụ chi chích luôn á. Nè. Quá trời nụ luôn. Lắm nụ luôn nha. Vàng, óng ánh luôn. Điều gan cái này quá trời nụ luôn. Quá trời ha. Quá trời nụ. Chị tàn là con chơi luôn nha cô chú chị, đều lắm nha. Điểm đo trước các bạn cái này. Một cốt chỉ cần điều. Thân 21 quanh. Dạ quanh 21. 21 quanh. F31. Thân phải lắc nhẹ nhẹ dạ. Cần điều luôn. Rồi, số 3 F31 này cho luôn với cô chú chị là 2 triệu ha. Quay chậm mới thấy rõ, nhanh mới trong mặt. Đây bằng quay nó chờ, đúng dạ. Rồi. Một quá.
Rồi, 2 triệu nha quý anh chị, mã số F31. Con mã xếp tàu quá luôn. Đẹp quá đều luôn. Đó, rồi, con đổi cây luôn ha. Tiếp qua F32. F32 nha quý anh chị. À cũng kính kính đều đều. 18 ha. Cái ngang rồi, cái ngang 1,4 nha cô chú chị. Nụ vẫn có đều 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 cây. Đều cây ha. Để thì nó nở. Dạ. Góc nó nở. 32. Rồi, mình thân làm tính 20 nha. Đó, quanh 20. Dạ. Rồi con số F32 này con Zalo với cô chú anh chị là 1,6 triệu ha. Con bao xếp tàu ắt luôn. Rồi, phép đỏ cây hay quý vị. Tiếp theo F33. 33, này nụ ok lắm nha cô chú anh chị. Tàn kính ấm đều. Rồi cao 1,5 m ha. Rồi, quá trình. Cái ngang là 1,3 m. Cái 1,4 m mà trừ 2,1 m thôi. Quá trời nụ. Dạ, nụ ok đó. Nụ chất lượng luôn. Quá trời nụ ha. Quá trời nụ luôn, cái này nụ đều kín cây luôn. Hồi tháng 20 nha, có chứ gì? 20 quành. Đó, quành 20. Dạ. Rồi cái số F33 này cho lưu dưới chúng chị là 1,7 m ha. Con bao xếp tàu quắt luôn. Rồi con đỡ cây luôn ha. Đỡ cây. Số điện thoại luôn dưới. Rồi số điện thoại của bạn con là 0987194909 nha cô chú chị. Cũng là số Zalo của bạn luôn ha. Lẻ sĩ có đầy đủ luôn cô chú như bạn. Dạ. Là lẻ lúc nào thì cái từng cây thì giá nó hơi cao hơn sĩ nhiều. Còn 4 hả? Tiếp theo cây F34. Đây lục lực tròn. Dạ. Cành lực luôn. Đều. Rồi, cao 1,6 m nha cô chú chị. Tới ngang khoảng 1,5 m nha cô chú chị. Tới ngang 1,5 m, cao 1,6 m luôn. Lúc nụ vẫn có đều nè. Vàng dài luôn. Đều cây nha. Quá trời đều nụ luôn. Vàng xương nó lực luôn. Ăn chi cành nè, to to đều đều hết. Để em đo luôn đấy nha. Rồi. Hoành tháng 20 hoành. Rồi hoành 20. Dạ, hoành 20. Rồi, cái mã số F34 này còn cho lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu luôn ha, cô chú anh chị. 1,7 triệu. Rồi, con lỗi cây ha. Rồi, tiếp theo. F35. Từ từ. Này hay gió hơn, này gió hơn. Thôi. F35 nha cô chú chị. 36. Cái này do cái màn quay hay nghiêng. Cái cây nó dán là dán thì siêu nhẹ. Lắc. Thôi, cao 1,7 m ha. Rồi, tới ngang này khoảng 1,3 m thôi. Gặp phải ngang 1,3 m. Nụ quá trời nụ rồi nè. Ok, cũng ok lắm nha. Mỗi nách lá thì tương đối là có nụ nha. Đó. Lá nó dài dài là nụ theo đó. Có khi nó trên chùm chùm luôn á. Ồ, điều chứ. Nhưng nó bành miếng nha cô chú chị. Bành. Tăng ra đây là khoảng 20 em tính 23 nha. Thấy đó. Đó, khoảng 23. Dạ 23 quanh. 4 yếu xíu. Rồi, cho bạn số F35 này có cho lưu dưới cái điều 1,6 m ha. Bao xếp tổng quát luôn. Ủa, nhóc chân của chú kẹo nha. Rồi, phép đỡ cây luôn. Rồi. F36.
Này nó cũng theo cái F36. 35 thằng nó giống giống nhau nha. Nó hơi gốc hơi siêu nhẹ thẳng lên. Rồi, chiều cao là 1m9 nha. Cao 1m9. Rồi, thẳng ngang là 1m5 luôn. Nó còn nhóc kìa. To sáng bự nè. Điều đi. Trời nhóc dần con chứ ngoài. Cây nụ rất là dữ luôn. Ồ, ok lắm nha. Điều chứ. Cái này dáng thì nó hơi hơi siêu. Hơi siêu. Cái cành điều. Còn tăng 21 quanh. Rồi, quanh 21. Cái cành điều. Rồi, cái mã số F36 này cho lưu dưới của chúng mình 1.6 ha, con đỏ ship toàn quốc luôn. Rồi, con đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cô chú anh chị F37. Rồi, F37 nha, đúng gì? Cái này đầu cũng ok ha. Còn điều. Rồi, cao là 1.8 luôn. Một cốt trên điều. Rồi, tán ngang là 1.5 ha. Cái này 1.5. Chắc lụ nhé, đem. Quá trời nổi ha, chắc lượng luôn. Đúng rồi, điều vàng luôn á, nụ chất lượng vàng nó vàng, nụ nó vàng dạ. Mà điều luôn, cái này vừa tết luôn á, bông cả vườn em là vừa tới tết luôn ha, canh ngày mình lật lá là ngay chăng luôn. Một cốt chia cành điều quanh thân ngay đây là 21 quanh, quanh 21 quanh chia thành đống ok luôn ha, thân lắc nhẹ. Rồi, cái mã số F37 này lưu với cái chú chị là 1.7 ha. Còn bao ship toàn quốc luôn. Theo F38. F38 cái này là ok nha cô chú chị, thành công ha. Rồi, cao là 1.6. Rồi, tán ngang cái này khoảng 1m2 nha, 1m1. À, chậu xong điều. Nụ nhóc chân nè. Quá xe lụi lắm luôn, củ vàng chắc lượng luôn. Này bông nó mới nhỏ luôn, lớn lắm nha. Điều trên cây vậy. Quá trời nụ ha. Chín cây luôn. Một cốt chỉ cần điều. Quá trời nụ. Đau mạnh luôn. Đơn 20 quanh. Ờ, quanh 20. Gặp mình chó là mình sủa quá trời luôn. Rồi, cái số F38 này lưu với chúng chị là 1.6 ha. Bao ship toàn quốc luôn. Cái này ngủ dữ lắm luôn nha. Rồi, tiếp theo F39. F39 nha chúng chị. Rồi, chiều cao khoảng 1m7 ha. Rồi, tán ngang là 1m4. Dán tàng thông, chỉ cần điều điều. Nước lụ thì cứ chú tiện tâm cũng điều ngang cây luôn. Lụ điều cây ha. Đến đâu vậy? 22 quanh. Quanh 22. 22 quanh. Rồi, cái mã số F39 này lưu dưới của chúng chị là 1.7 luôn ha. Bao ship toàn quốc luôn. Còn một cái bao ship. Tiếp theo F40. F40. Rồi, cái này F40 là cái gì vậy? F40 mình coi chỉ cành điều nè. Còn khói kinh nè. Rồi. Một cốt chỉ cành điều. Cây cuối cùng của lớp nha cô chú chị. F40. Mình cho nó gặp mình nó lạ sổ hay cô chú chị thông cảm xíu. Chiều cao là 1m6 nha cô chú chị. Rồi tán ngang là khoảng 1m3 hay 1m2. Tàng này tròn đều dưới. Thằng do lụ nhóc chân luôn. Kẹo để xíu. Quỳnh thân 20 quỳnh. Quỳnh 20. Dạ quỳnh 20.
cây chanh điều nụ kẹo quá trời nụ luôn, lá nó lụ luôn, đúng rồi. À, chứ rớt tàu vườn không phải chó sủa dữ hơn nữa. Rồi, cái mã số F40 lại Zalo với cô chú chị là 1.8 luôn nha cô chú chị. À, số nội của là gì đây, dọc kia. Số nội của ba con là 0987 94 909 nha cô chú chị. Thì em bao ship toàn quốc luôn ha. Đó. Số điện thoại nãy cũng là số Zalo của ba em luôn ha. Còn địa chỉ vườn em là Phú Hưng, Đông Phú, Hà Nội Giang nha cô chú chị. Thì cũng cảm ơn cô chú chị mình đã bỏ ít thời gian coi cái video này của em ha. Rồi, cũng cảm ơn cô chú chị mà cũng đã ủng hộ em mấy cái clip vừa qua luôn ha. Rồi, cũng cảm ơn cô chú chị mình rất là nhiều luôn ha. Rồi chào gì luôn. Dạ chào quý cô chú chị các bạn luôn. Rồi trân trọng kính chào.